là chúng ta tuyệt đối an toàn cho người, cho sản xuất, vùng hạ du và những cái công trình hồ. Cái thứ hai, chúng ta vận hành làm sao để đảm bảo một cái quy trình tích nước, đảm bảo ngưỡng an toàn để phục vụ cho cái công tác sử dụng quản lý trong năm, chứ không chỉ riêng cái đợt này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp lưu ý, với những hồ khu vực giáp danh hai tỉnh, quy trình vận hành hồ vẫn có những khoảng trống, cần phải kiểm soát lại, nâng cao trách nhiệm của các chủ quản lý và an toàn người dân vùng hạ lưu là ưu tiên hàng đầu. Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, để lắng nghe trực tiếp mong muốn, đề xuất của người dân vùng lũ, một cuộc họp đã được thực hiện ngay trên thuyền. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo địa phương thực hiện ngay các giải pháp khắc phục ảnh hưởng mưa lũ để người dân sớm ổn định cuộc sống. Cụ thể, sau khi nước rút xong, đất trở lại trạng thái có thể canh tác được thì cần cân đối phương châm trồng giống gì cho phù hợp với đất và thời tiết. Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tập trung đầu tư giống, giải quyết luôn và không chờ đợi chính sách. Ngoài thời tiết mưa lớn liên tục từ việc xả lũ với lưu lượng lớn mà không phối hợp kịp thời với chính quyền địa phương của nhà máy thủy điện Hố Hồ, được cho là nguyên nhân khiến cho người dân vùng hạ du thuộc huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề. Để làm rõ sự việc này, vào ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã kiểm tra công tác vận hành xả lũ, phòng chống lụt bão của nhà máy thủy điện Hố Hồ. Một trong những nội dung quan trọng của đoàn kiểm tra là làm rõ công tác phối hợp của nhà máy thủy điện với chính quyền địa phương trước khi vận hành xả lũ. Bởi Chủ tịch huyện Hương Khê cho rằng huyện hoàn toàn bị động, dẫn tới người dân không kịp trở tay khi lũ đến. Quy trình thì trước khi xả lũ 2 ngày thì phải là có văn bản thông báo cho chính quyền địa phương, ban chỉ huy phòng chống lụt là bão lụt cấp huyện, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thì hiện nay thì ở xã cũng biết, ở huyện thì cũng tiếp nhận được cái thông báo đó. Trước khi xả đều 2 tiếng, trước khi xả 2 tiếng là chúng tôi đã thông báo. Tức là khả năng sẽ phải điều tiết, chúng tôi đã thông báo. Đồng thời là chủ động hạ mực nước trong hồ để chuẩn bị xả lũ. Để chứng minh việc xả lũ của thủy điện Hố Hô là đúng quy trình, đại diện công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 1 cũng đã trình ra các văn bản thủy huyện. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du thủy điện Hố Hô đã được phê duyệt, thì văn bản này không thể hiện thời gian, lưu lượng và tần suất xả lũ. Đây chỉ là văn bản thông báo điều tiết nước. Dự kiến vào ngày mai, lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ trực tiếp làm việc với địa phương và lãnh đạo nhà máy để có những kết luận sơ bộ về trách nhiệm của các bên trong vụ xả lũ này.